Hello, Nhân xin chào cả nhà mình nha. Và hôm nay là tiếp tục Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một lô gốc nữa. Hồi trước thì không có lô gốc á, thì khách hàng tìm rất là nhiều. Tự nhiên bây giờ có quá trời luôn cả nhà. Và hôm nay một cái lô gốc rất là đặc biệt và quan trọng nhất, cái giá nó rất là hợp lý nha cả nhà. À, thì hiện tại là cái lô gốc là cái chỗ Nhân đang đứng luôn. Và cái vị trí của nó là sẽ từ cái... Hello chị. Từ cái mí bên đây nè cả nhà. Đó, cái mí bên đây là mình sẽ dài qua tới cái mí bên đây và mình sâu vào tới chiếc xe hơi kia. Ví dụ như ở cái mí ở trong thì sẽ bằng cái căn nhà này luôn nè, bằng cái nhà bên đây. Còn cái mí ngoài là sẽ bằng cái chiếc xe hơi này. Và cái lô gốc này với cái hướng của nó là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Thì cái đường trước đi, đường trước của cái hướng hướng chính này thì cái lòng đường như cả nhà mình thấy là cái lòng đường nó 6m và cái vỉa hè hai bên mỗi bên 2m nữa, tổng cộng là 10m. Đường 10m rất là to. Xe hơi, xe máy chạy vô tư thoải mái, đường nhựa nữa nè. Rồi cái đường bên đây thì nó cũng 6m và vỉa hè hai bên mỗi bên là 2m nữa thì tổng cộng cũng 10m. Đó, và ở đây là ngay chân một cái gốc ngã tư. Thì cái gốc ngã tư này mặc dù là về cái thời điểm hiện tại thì Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà mình luôn là cái lô gốc này thì ví dụ như kinh doanh thì cũng chưa có tốt lắm, tại vì nó nằm hơi vào trong một chút xíu. Còn ví dụ như cả nhà mình phải như cái lô gốc mà nó nằm ở ngoài mặt tiền kênh sông Trăng này sẽ rất là tuyệt vời nó. Nhưng mà đổi lại cái giá ngoài đó bây giờ là nó khoảng 14-15 triệu mét vuông, nhưng mà trong khi đó cái giá của cái lô gốc ở trong đây nó chỉ khoảng chưa tới 12 triệu mét vuông nữa, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Và nếu như cái lô này mà cô chú anh chị mình mua về để mình ở là phải nói rất là sướng luôn. Như cái nhà mình thấy một cái ngã tư, một cái ngã tư chỗ Nhân đang đứng này, rất là to luôn. Và ở trong đây như cái nhà mình thấy nha, dân ở phải nói là rất là đông luôn, chứ không phải là đông nữa. Hai bên hai cái lốc này nó thì như cái nhà mình thấy nè, nhà ở rất là nhiều. Và đặc biệt cái khu bên đây nó cũng nhiều luôn, cũng rất là nhiều nhà. Và trong đây là một trong những cái khu phải nói là những cái người dân người ta về đây người ta sinh sống, người ta ở và xây nhà lên bán rất là nhiều. Cho nên là những cái khu ở cái khu vực này hầu như là nó rất là sung túc. Thậm chí là ở ngoài đây như cái nhà mình thấy là dân người ta ở rất là đông rồi. Rồi trời mưa luôn cả nhà. Đó, dân ở cũng rất là đông luôn. Thấy không? Cái khu này là ở phải nói rất là sướng. Cái kiểu như là khi mà có những cái dự án mới đó, khi mà cả nhà mình về mình mua, mình xây nhà để ở mà nó chưa có ai hết thì cảm giác nó cũng sợ. Sợ chứ. Đó, còn riêng cái khu này thì cái nhà mình thấy bây giờ là dân ở rất là đông luôn, chứ không phải đông nữa. Rồi, thì nói ngoài lề chút xíu nha cả nhà, là trời đang mưa luôn. Đang mưa và rất là lâu rồi Nhân không có ở là buổi chiều. Và bây giờ là hiện tại là gần 6 giờ rồi. Nhưng mà Nhân cố gắng quay hết cái video này để cho cả nhà mình xem. Và ở đây, từ cái vị trí lô gốc này, mình chạy khoảng chừng, không có chạy nữa. Ở đây mình nhìn thấy công viên luôn rồi cả nhà. Phía sau lưng là một cái công viên. Công viên rất là to. Muốn tập thể dục này kia là cứ bước ra đó, tập thể dục thôi. Và cái vị trí của lô gốc này thì nếu như để mà mình tìm thì cũng sẽ rất là dễ tìm. Cái lốc của nó là lốc H8 và lô là lô số 1. Thì ví dụ như là cả nhà mình đây là kênh sông Trăng nè. Đó. Mình chạy mình vừa qua cầu đi, qua kênh sông Trăng, mình rẽ bên tay phải thì chạy ra đây có một cái đường. Đường này là đường đây đường D19. Đường D19 thì cả nhà mình cứ chạy từ ngoài đầu đường D19 chạy vào thấy ngã tư to đùng. Nhìn xéo qua đây là cái lô đất của mình. Và cái lô đất này nó Nhân nói là khi mà tại vì ông anh ở cái nhà kế bên đó cả nhà. Là ông ở cũng rất là lâu rồi. Ông ở 3-4 năm ở đây rồi. Cái xe bởi nhà giàu cũng khổ lắm. Hồi đó không chịu mua hết, không chịu đâu. Mua con lô nhỏ xíu rồi xong cái xe hơi đậu cái đậu nhà lô đất của người ta. Nhà đậu nhà lô đất của ta làm cái chòi ở đây nè. Mà Nhân chắc chắn là cái lô này sẽ bán được. Và khi bán rồi là rất là tội giống. Chứ xe hơi không có chỗ đậu. Nó khổ nổi vậy đó. Cho nên là ví dụ như cô chú anh chị mình về mình mua cái lô này xong thì chẳng hạn như mình chưa có ở liền thì mình có thể là cho anh đậu nhờ cái xe.
để tạo rãnh nha cả nhà. Rồi cái đó là Nhân nói đùa thôi. Thì ví dụ như cả nhà mình khi mình mua về thì khi mình xây nhà thì ảnh sẽ bỏ cái phần này, rồi cái xe thì ảnh để đầu kệ ảnh. Rồi nãy giờ thì Nhân cũng đã giới thiệu cho cả nhà mình biết cái vị trí đất thứ nhất, và thứ hai là về cái phần cũng quên nói cái giá nữa. Cái giá của lô đất này thì chú chủ đất này là chú chủ đất nha cả nhà. Đó, thì chú làm ở bên Tây Ninh đó, thì hồi đó là chú xuống chơi thấy đẹp quá thì chú mới mua lô đất này. Còn bây giờ thì chú muốn mua một cái lô đất to hơn nữa, cho nên bây giờ chú gửi Nhân bán lại cái lô đất này với một cái giá là 1.650.000.000, và cái giá đó vẫn còn thương lượng một chút xíu nữa cho cả nhà mình. Thì về cái phần lô đất, ví dụ như cô chú anh chị mình phải ưng trước cái đã, xuống đây mình xem ưng lô đất, Nhân cho xem cái sổ, rồi về phần giá cả thì Nhân sẽ trực tiếp đưa số điện thoại cho hai bên mình thương lượng giá với nhau. Thì ví dụ như là cô chú anh chị mình thương lượng được bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi, còn cái phần hoa hồng thì chú đã gửi riêng cho Nhân rồi đó. Cho nên là cả nhà mình cứ an tâm về cái phần giá cả nha. Và khi mà mình mua bán mình gặp chính chủ như vậy á thì sẽ an tâm hơn rất là nhiều, bởi vì mình không có sợ môi giới, không có sợ cò họ kê lên cái giá đó. Chẳng hạn như giờ, chẳng hạn như chú gửi cho Nhân thì chú gửi là 1.650.000 đi, thì ví dụ như gửi cho những bạn khác thì nhiều khi là cái phần trăm hoa hồng là nó 2% ở trên tổng giá trị lô đất rồi, nhưng mà nhiều khi người ta bán cho nó trên nữa, bán trên nữa để người ta lấy cái tiền hoa hồng đó đó. Cho nên là mình cứ gặp chính chủ là sẽ biết được chính xác cái giá chủ bán là bao nhiêu. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cả nhà mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để xem những video sau nữa. Còn cô chú anh chị mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân số điện thoại 0909 117 880. Còn bây giờ cô chú anh chị mình muốn xem những video khác thì bấm vào những video trong hình. Thì xin chào và hẹn gặp lại.